Xin chào mọi người. Trong cái video này là mình sẽ chia sẻ cho những gì vừa rồi mình cho đi cho cộng đồng Việt Nam. Cái đầu tiên như vậy là mình đã cho bạn ba cái tín hiệu của Solana, ba trong ba cái ngày vừa rồi. Ok, mỗi ngày như vậy một cái tín hiệu của Solana. Vừa rồi như vậy là Solana đánh lên, đánh vỡ được con giá là 183. Nếu nằm trên 183 trong những cái giờ tiếp theo thì con giá nó có thể đánh tới con giá 195, là con giá kế tiếp 195. Để chi tiết thì lên trên nền tảng Tiên Academy để coi cái video tín hiệu của Solana. Tiên Academy YouTube. Riêng thằng BTC thì vừa rồi nó đã, trước khi nó đánh vỡ được con giá 73 thì mình đã cung cấp cho bạn. Riêng về thành viên nhóm thì buổi sáng ngày hôm nay thì mình gửi cho anh em là 72, 73 và hơn nữa. Những cái mốc giá hơn nữa thì đã được gửi trong bao nhiêu chục tập vừa rồi bạn đã có những con giá đó nha. Thì giá ngay bây giờ vừa rồi như vậy nó lên tới 75 thì chuẩn bị tới đây nó sẽ rơi vào con giá nào trước khi nó hồi. Ok, thì dựa theo tất cả những thông tin ngay bây giờ nha, mình cho bạn luôn thêm một cái tín hiệu nữa. Ok, dựa theo tất cả thông tin ngay bây giờ đó thì giá có thể lên tới 78.000. Giá có thể lên tới 78.000. Nếu giá vẫn giữ được trên 71.800 thì nó sẽ lên tới 78.000. Có nghĩa là nếu nó không sập được dưới, nó không rớt dưới con giá 71.800 thì nó sẽ lên tới con giá 78.000 là con giá. Thì để ngắn gọn câu chuyện thì nó là vậy. Nghe. Nếu giá vẫn giữ được trên 71.800 thì giá của BTC sẽ lên tới con giá là 78.000 trong những cái giờ tiếp theo. Thì nói vậy. Riêng cái sự bay bổng này đã được cân nhắc cuối tuần vừa rồi, ngày thứ bảy chủ nhật mình đã cân nhắc. Tuần này là một tuần bầu cử. Một tuần bầu cử có nghĩa là giá sẽ dao động và mình làm ít nhất là 5 tới 10 cái video để cân nhắc bạn chứ không phải cả một ngày hai. Nghe, 5 tới 10 cái video. Ngày hôm nay như vậy, hồi sáng là mình đã gửi cho bạn bốn cái video tín hiệu. Mình đang ở bên ngoài, mình sẽ ăn uống một chút xíu và chút nữa mình sẽ cập nhật thêm cho anh em. Vừa rồi như vậy là mình gửi cho bạn BTC, ok, hai cái tín hiệu của BTC, một cái tín hiệu của Ethereum, một cái tín hiệu của đồng bón, một cái đồng nào nữa đó mình quên và đã mất. Ok, nhưng chút nữa mình sẽ cập nhật thêm cho anh em. Vậy thôi, xin chào mọi người, bye bye.